Chim cu gáy hay hôm nay gửi tới các bác con trà mào mồi nhá. Con này đánh được rất nhiều bổi rồi. Trà mào mồi này.
Đấy, các bác đang kết nối với kênh Chim Vu Váy Hay. Thực tế là mình cũng cho chơi một ít chòe. Chòe chà mào. Đấy. Con này là 100% là con chim mồi, đánh được rất nhiều chim nha các bác nhé. Con này treo ra là chiến đấu luôn mà dụ bổi rất tốt. Bổi đến bỏ đi phát là anh ta máy cánh, bổi lại phải quay lại. Chơi rất hưng phấn. Con này thì được cái là giữ được lông đuôi và cho mọi địa hình rất là thuần. Đấy. Con chà mào mồi này thì các bác đấy. Chơi rất là dày. Yếm đen chưa? Các bác nhìn cho nó rõ. Đó, các bác muốn mua những chú chà mào bổi, những chú chà mào mồi theo yêu cầu các bác cứ đặt. Ở đây anh em chơi rất là nhiều, đánh được liên tục. Đấy. Chà mào này toàn chà mào rừng hay rồi. Không phải chà mào lui đâu. Đấy. Mọi thông tin các bác cứ yên tâm là chim Cú Gáy Hay rất là nhiều chim. Rất là nhiều chim để phục vụ các bác. Chim Cú Gáy rất là nhiều, lúc nào cũng có nhiều chim. Đây, các bác cứ thông tin đầy đủ đây. Hy vọng là các bác có thể không phải gọi điện, không phải đấy, thông tin đây là thông tin chính thống, thông tin của cái trang trại chim cu của đồng chí Thao, và các bác thấy trên YouTube, Facebook, Zalo, số tài khoản, địa chỉ, số lượng thẻ, số điện thoại, trang web đầy đủ hết. Đó. Đây là những chú chim rất là được nuôi theo kiểu gần người, mỗi một con một lồng. Con nào gù rồi thì mình sẽ ghi rất là rõ. Đấy. Ví dụ như mình cũng không ghi đại đại được đâu, nó phải rõ ràng thì mình mới ghi. Ví dụ như thế này, đây là con này là mình ghi rõ này, vù khách thổ ngày 19 tháng 12. Đấy. Con này là thổ này. Đấy. Con này mình bán 3,5 triệu này. Đấy. Rất là nhiều đúng không bác? Đấy, lâu lâu rồi mình không bận, vừa rồi mình bận mấy cái việc kiến thiết chuồng trại, em ra nó cũng không quay được video mấy. Này rộn rộn quay lại. Mỗi ngày mình ra một video. Có thể là chà mào, có thể là chòe than, có thể là cái gì đấy, để cho các bác cùng chơi.
bác nhìn rõ cái tướng tá nhé. Mình xin phép zoom lại một tí để các bác nhìn cho nó rõ. Được chưa? Chắc là khoảng này là nét rồi. Mình để rất là sát luôn.
Em báo cáo với các bác, em úm cả chim non để em bán cho các bác này. Đây, bón xi lanh đấy. Chim non nhé, đấy. Đấy, chim này chim non, chim này chim cô gái non, em bón bộ từ nhỏ thuần lắm, bao giờ biết mổ em bán cho các bác, hoặc các bác về mua cái tầm này các bác về các bác bón được đấy. Còn khác các bạn yên tâm là các bạn đăng ký kênh chim cu gáy hay, là gần như ngày nào tôi cũng ra video mới, chim rất là to đẹp đấy.
chân đỏ đấy. Móng vảy không tật nỗi gì. Còn mấy em này thì nó nhỏ hơn. Mấy em này thì bốn em này nó là hai đôi, nó là biết há mồm rồi. Đấy. Đấy. Biết há mồm máy cánh rồi. Đấy. Đấy. Nói này thì mình bón khoảng 5 ngày nữa là nó to bằng loại to này thôi. Thế xong mai ngày kia mình lại xuống ổ tiếp. Mình lại xuống ổ tiếp nhé các bác nhé. Đấy. Nó há mồm liên tục luôn này. Loại này nuôi dễ lắm. Mùa này mặc dù mùa đông nhưng mà mình nuôi ok luôn, chẳng vấn đề. Các bác há mồm liên tục. Ok. Em lúc nào tóm lại chim cô gái là biển luôn. Có chào màu mồi của em. Nhà thì chim gáy khách rất là nhiều. Đấy. Người chim đa đa, chim cu rừng, chim cu xanh. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, mình hứa sẽ luôn luôn ra những video mới hàng ngày. Đó. Mà các bạn có thể mình hứa là sẽ ra video mới để cho các bạn xem. Các bạn ưng cái món nào này các bạn alo cho mình. Số điện thoại đây, hai số đây. Đấy. Ok, chúc các bạn một buổi tối thật là tuyệt vời.